Hiện tại thì đang có mặt ở đây là ở ngay xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. À, chính xác thì đang đứng ở đây thì dường như là gần ngay trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị. À, trên Điền đang đứng trên mặt tiền đường nhựa nông thôn thôi anh chị ha. À, và nay Điền có một cái sản phẩm đất vườn anh chị, hơn 2.000 mét vuông, bám theo mặt tiền đường nhựa này là khoảng hơn 30 mét. À, hiện tại là giá bán rất là hợp lý luôn anh chị ha. Cái bất sản này rất là tiềm năng luôn anh chị. Rất thích hợp cho có như mình đầu tư làm nhà vườn nghỉ dưỡng này và phân lô bán nền đầu tư kiếm lợi nhuận được anh chị ha. Đó. Thì trước khi review sâu chi tiết bất sản này thì Điền nói sơ cái vị trí Điền đang đứng đây ha. Thì cái hướng trước mặt mình đi đó, hướng trước mặt mình đi khoảng một cây số ha, một cây số cho anh thoải mái đi, là mình đi giao lại được đường Phước Tân Hội Bài anh chị. Đường đó thì mình rẽ tay trái nha, ra đụng đường đó mình rẽ tay trái, mình sẽ đi được suối nước nóng Mộc Châu này, đi được Bình Thuận luôn chị ha, giao với quốc lộ 55 đó. Còn mình ra đầu đường mình rẽ bên tay phải, mình đi được thành phố Bà Rịa, đi được thị xã Phú Mỹ, đi được Đồng Nai, đi được thành phố Hồ Chí Minh ha. Nói chung là đường thông thương hết đó chị ha. Cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng đâu đó hơn 100 cây chút xíu, và đi ra thành phố Bà Rịa này kia đó khoảng vài chục cây anh chị ha. Và hướng ngược lại đây, mình có thể mình đi được là tỉnh lộ 329 anh chị ha. Tỉnh lộ 329 thì Điền cũng có chia sẻ nhiều về cung đường đó rồi. 329 đó mình cung đường huyết mạch ha, để mà mình di chuyển từ Hòa Hội, Hòa Hiệp này kia để ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ anh chị ha. Đó. Đường thông thương hết anh chị. Thì đây anh chị ha. Này Điền có một nông sản chủ gửi bán anh chị, mảnh đất vườn. Cái khu vực này thì khí hậu rất là mát luôn chị ha. Để Điền nói cái pháp lý trước ha, rồi sau đó cung cấp những cái thông tin cơ bản, sau đó Điền sẽ báo giá luôn. Thì bất sản mình ha, pháp lý của nó là như vậy. Hiện tại là gia chủ mình đang cầm cái sổ này ở trong ngân hàng ha, và đang là sổ cũ ha, đó, số liều cũ. Hiện tại là trong số sổ cũ đó là đang có diện tích là 2.400 mấy chục mét vuông anh chị. Nhưng mà thực tế ra nếu mà đo đạc cấp đổi khu đo lại, chỉnh lý lại số liệu mới đó, thì bất sản mình thì còn đâu đó là khoảng 2.045 mét vuông anh chị ha. Đó. Là cái số đây là số liệu thực tế nha anh chị nha. Đó, còn trên sổ cũ đó thì số liệu hồi xưa thôi. Đó, nói chung là cái về vấn đề mà sổ sổ cũ cấp đổi là sổ mới thì mình có thể thương lượng với chủ. Và bất động sản mình đang có diện tích là ngang 30 mét mặt tiền đường này ha. Đó. 30,7 nha anh chị nha. Còn cạnh này mình sâu vào trong là gần 52 mét. Nói chung là hình thù mình thì cũng không được vuông lắm ha. Tới khúc 52 mét mình phải bẻ vuông góc ha. Vuông góc qua là 15 mét rưỡi nữa. Sau đó mình lại bẻ vuông góc xuống nữa ha, là 25 mét. Đó. Và bên cạnh này lại là 20 mét. Đó. Thì cái chiều sâu bên này là 62 mét đó chị ha. Đó, chiều sâu bên này là 62 mét. Đó, tổng diện tích là 2.045 mét vuông. Đó. Đang có hướng là hướng Tây Nam anh chị ha. Cái khu vực này thì thực sự ra thì cái mảng xanh còn rất là nhiều. Đâm ra là khí hậu rất là tốt luôn chị ha. Đó. Ra trung tâm xã thì khoảng đâu đó là một cây số ha, một cây số thôi. Rồi có cả, nói chung là có đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi, trường học các cấp, chợ đò, ủy ban và công viên này kia ha, khoảng một cây số thôi anh chị. Rất là gần. Và một cái mảnh đất vườn này ha, giá đang cần bán là 3 tỷ ha chị, 3 tỷ cho tổng bất sản này. Giá này sẽ có thương lượng cái chị ha, tất nhiên giá này sẽ có thương lượng. Một mảnh đất vườn hơn 2.000 mét vuông ha, tha hồ làm vườn luôn chị ha. Đó, đầu tư phân lô cũng được cái chị. Nếu mà cô chú nào mà quan tâm bất sản này ha, về vấn đề mà đầu tư phân lô đó, thì có thể là liên hệ em Điền để em Điền tư vấn kỹ hơn anh chị ha. Nhưng mà ít nhất là bất sản mình cắt được 2 lô đó, ít nhất nha. Nếu mà mình không cần lên thổ cư thì đã bất sản mình thì đang phủ hồng toàn bộ thôi, không chưa có thổ cư anh chị ha. Mình muốn lên thổ cư thì lên khi nào cũng được anh chị. Chỗ này thì nằm dân cư rồi, nói chung là để mà dân cư sầm uất thì cũng không sầm uất lắm, nhưng mà có dân cư, nói chung là cũng nhà cũng tương đối là đông anh chị ha. Chỗ này thì đang sử khu vực này thì đang sử dụng là nước máy rồi, hộp nước máy anh chị ha, hộp nước máy. Và điện đài thì dân cư thì phải khỏi phải nói rồi, điện đài thì đầy đủ anh chị. Đó. Thì cái mảnh này Điền nói đó, đầu tư phân lô vẫn được anh chị ha. 30 mét mặt tiền thì mình có thể là phân ra mỗi lô 10 mét anh chị, thoải mái luôn.
và mình có thể là trừ lại một mảnh để mình làm của, hoặc là mình có thể là làm nghỉ dưỡng này kia, an cư lạc nghiệp này kia đó hả. Cái chỗ này thì đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm, mình đi khoảng đâu đó là 15 cây số ha. Tương lai mình sẽ đi xuống biển Bông Trang, biển bãi tắm Trấn Quang Cồng Bông Trang đó, thì mình di chuyển khoảng đâu đó là 7 cây số thôi chị ha. Tương lai sẽ có một con đường phóng thẳng qua rừng luôn gì ha, đường Phước Tân Hội Bài đó, phóng thẳng qua rừng luôn, mình đi xuống biển khoảng là 6-7 cây thôi, rất là gần nha chị đó. Rồi em Điền xin được nhắc lại một lần nữa ha, bất động sản mình tổng diện tích là 2.045 m², và bám theo mặt tiền đường nhựa này là 35 m, 30 m 7 ha, 30,7 m ha. Hiện tại là phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư được anh chị ha đó. Và đang kêu bán giá là 3 tỷ anh chị ha. Tất nhiên là giá này sẽ có được rồi, có chuyện nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ ngay số điện thoại 0786 68834 nha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm anh chị ha đó. Về chất đất thì này kia rất là tốt luôn ha, đất đỏ Ba Giang, trồng cây cối, cây lâu năm, cây ăn trái rất là tốt, khí hậu rất là mát. Rồi em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Cô chú gì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất ha. Xin chào và hẹn gặp lại.